Việt Nam thua đau, Tuấn Hưng hứa ngày mai xuống tóc. Hai ngày nay, cộng đồng mạng bàn luận rôm rả về lời thách đố của nam ca sĩ Tuấn Hưng khi nghe phát biểu của danh thủ Kia Tisak của Thái Lan. Nói về trận đấu của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra tối mùng 10 tháng 6, Kia Tisak tự tin khẳng định, dù đã chắc vé vào bán kết, U23 Thái Lan vẫn sẽ chơi hết mình với U23 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là thắng tất cả các trận đấu trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tôi tự tin U23 Thái Lan có thể đánh bại U23 Việt Nam. Gần đây, chúng tôi luôn có kết quả tốt khi đụng độ các đội bóng của huấn luyện viên Toshija Miura. Như một lời động viên các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tốt và cũng là lời thách thức, Tuấn Hưng mạnh miệng tuyên bố ngược lại những lời danh thủ Thái Lan nói và tin chắc tuyển Việt Nam sẽ thắng trong trận gặp Thái Lan. Tuấn Hưng tuyên bố hãy chiến thắng U23 Thái Lan để mang lại niềm hân hoan và thêm niềm tin cho người hâm mộ. Đây chính là thời điểm đẹp nhất để phủ đầu người Thái dạy cho Kiatisak một bài học về thói ngạo mạn. Bóng đá Việt Nam giờ đã khác quá xa so với thời anh sắc ở Hoàng Anh Gia Lai rồi. Cứ chờ đấy, nếu Việt Nam thua Thái, tôi sẽ cạo chọc đầu. Trước khi trận đối đầu này diễn ra, cộng đồng mạng đã dậy sóng trước lời khẳng định này của Tuấn Hưng. Thậm chí phát ngôn này của huấn luyện viên giọng hát Việt còn vang vọng sang cả Thái Lan, Malaysia và được báo chí những nước này đăng tải và ngay khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan kết thúc với chiến thắng thuộc về thầy trò ông Promrut Choketawe, trên Facebook của Tuấn Hưng thêm một lần đón bão vì lời hứa của anh. Rất đông fan Việt chế ảnh Tuấn Hưng cạo chọc đầu và yêu cầu anh hứa thì phải giữ lời. Các fan của bóng đá Thái Lan cũng lập tức trôn những hình ảnh này và cũng có yêu cầu tương tự với nam ca sĩ và rất nhanh sau khi U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan, Tuấn Hưng đã có phản hồi với người hâm mộ về lời hứa của mình. Tuấn Hưng cho biết, đã hứa là sẽ làm, dù biết sẽ không còn ngon dài như trước, nhưng đó là tất cả tình yêu mà tôi dành cho bóng đá. Hôm nay anh sẽ lên đường sang Đức lưu diễn, anh cũng hứa ngày mai 12 tháng 6 sẽ chính thức xuống tóc và sẽ quay toàn bộ clip cảnh cắt tóc để chứng minh